Purecha tắp cho vô tiền sanh duyên 11. Pachha cha tắp cho vô hậu sanh duyên 12. AC quán áp cho vô trùng dụng duyên 13. Cầm áp bách cho vô nghiệp duyên 14. Vi bà các bách cho vô quả duyên 15. A hà ra bách cho vô Phật thực duyên 16. Indriya bách cho vô quyền duyên 17. Chà nát bách cho vô thiền na duyên 18. Mắc các bách cho vô đồ đạo duyên 19. Sambayutta bách cho vô tương ưng duyên 20. Vipayutta bách cho vô bất tương ưng duyên 21. Athi bách cho vô hiện hữu duyên 22. Nathi bách cho vô vô hữu duyên 23. Vipayutta bách cho vô ly khứ duyên 24. Avigata Pachayo bất ly duyên. Lược giải 24 duyên theo ý nghĩa và chi pháp. 1. Nhân duyên Hetu Pachayo. Nhân duyên là sự trợ giúp bằng cách làm gốc rễ vững chắc như rễ giúp thân cây. Các nhân trợ các pháp tương ưng nhân và các sắc có nhân làm sở sanh bằng nhân duyên. Như thế gọi là nhân duyên. Phần chú giải, nhân hetu tức là nhân tương ưng, có 6 nhân tương ưng là tham, lobha, sân, đồ sắc, si, moha, vô tham, aploha, vô sân, ado sắc và vô si, moha. Tham, sân, si là 3 nhân bất thiện, akusa la hetu, hay căn bất thiện, akusa la mula, vô tham, vô sân, si là 3 nhân thiện, kusala hetu hay căn thiện, kusala moha, vô tham, vô sân, vô si cũng là 3 nhân vô ký, avyakata hetu hay căn vô ký, avyakata mula. Các pháp tương ưng nhân hetu sambayutta kadhamma là 103 tâm hữu nhân với 52 tâm sở phối hợp tâm hữu nhân. Các sắc có nhân làm sở sanh tăng samutha narupa là 17 sắc tâm hữu nhân, những sắc do các nhân tương ưng tâm trợ tạo. Phân tích lời giải này có 3 trường hợp nhân duyên. A. 3 nhân bất thiện trợ 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở hợp tâm bất thiện và trợ 17 sắc tâm hữu nhân bất thiện bằng nhân duyên. B. 3 nhân thiện trợ 37 tâm thiện cùng 38 tâm sở hợp tâm thiện và trợ 17 sắc tâm hữu nhân thiện bằng nhân duyên. C. 3 nhân vô ký trợ 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 tâm sở hợp tâm vô ký hữu nhân và trợ 17 sắc tâm hữu nhân vô ký bằng nhân duyên. 2. Cảnh duyên Aramanapachayo. Cảnh duyên là sự trợ giúp bằng cách làm đối tượng tác động, như án cuối đường hầm giúp người đi tới men theo lối ấy. Chánh tạng giải thích gọi là cảnh duyên như sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên, thinh xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên, khí xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên, vị xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên, xúc xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên. Tất cả pháp trợ ý thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên, những pháp nào sanh khởi tích tâm và tâm sở do bắt lấy pháp chi, do bắt lấy pháp chi chi thì pháp chi chi ấy trợ pháp tâm và tâm sở, và tâm sở ấy bằng cảnh duyên. Chú giải: sắc xứ rupa yata năng tức là sắc cảnh sắc, nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Chắc khúc huynh nhà nát hà tu già tăng sầm bá dút tắc gà nành chắc hàm mà năng, tức là hai tâm nhãn thức và 7 tâm sở tở tha biến hành phối hợp tâm nhãn thức. Thinh xứ sắc đà dút tắc năng tức là sắc cảnh thinh, nhĩ thức giới và các pháp tương ưng. Sô tắc huynh nhà nát hà tu già
tăng sam bá dứt tất cả năng chất tham ma năng, tức là hai tâm nhĩ thức và bảy tâm sở tự tha biến hành phối hợp tâm nhĩ thức khí xứ gần tha dứt tất năng, tức là sắc cảnh khí tỷ thức giới và các pháp tương ưng hà năng nhờ nát hà tu già tăng sam bá dứt tất cả năng chất tham ma năng, tức là hai tâm tỷ thức và bảy tâm sở tự tha biến hành phối hợp tâm tỷ thức vị xứ rasa yết tánh năng, tức là xứ cảnh vị, tức là sắc cảnh vị, thiệt thức giới và các pháp tương ưng chiều hà huỳnh nhà nát hà túc già tăng sam bá dứt tất cả năng chất tham ma năng, tức là hai tâm thiệt thức và bảy tâm sở tự tha biến hành phối hợp tâm thiệt thức xúc xứ phát thấp ba chất tạ năng, tức là sắc cảnh xúc đất lửa gió, thân thức giới và các pháp tương ưng ca giác huỳnh nhà đất hà tu già tăng sam bá dứt tất cả năng chất tham ma năng, tức là hai tâm thân thức và bảy tâm sở tự tha biến hành phối hợp tâm thân thức sắc thinh khí vị xúc xứ gom lại thành cảnh ngũ bành trà rằm mắt năng, ý giới và các pháp tương ưng mano dha tu già tăng sam bá dứt tất cả năng chất tham ma năng, tức là hai tâm sở, tức là hai tâm tiếp thu, một tâm khai ngũ môn và mười tâm sở tở tha trừ cần hỷ dục phối hợp tâm ý giới tất cả pháp sắp về tham ma. Ở đây nói đến cảnh pháp tham ma ram mana, tức là tất cả tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế, niết bàn và pháp chế định, ý thức giới và các pháp tương ưng mano huỳnh nhà nát hà tu già tăng sam bá dứt tất cả năng chất tham ma năng, tức là 108 tâm trừ ngũ song thức và ba ý giới và 52 tâm sở phối hợp ý thức giới. Những pháp nào sanh khởi tức tâm và tâm sở về về tham ma bất chân tích chất tất về tới sika tham á là 121 tâm và 52 tâm sở nói chung. Do bắt lấy pháp chi chi dân dân tham mang à rập hát, tức là nói đến sáu cảnh mà tâm biết, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh dị, cảnh xúc và cảnh pháp. Chi pháp tổng quát cảnh duyên là năng duyên, tức cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh niết bàn, cảnh chế định, trợ sở duyên sanh, tức là 121 tâm và 52 tâm sở phối hợp. 3. Trưởng duyên trưởng duyên là sự trợ giúp bằng sức mạnh vượt trội, thế chủ lực, trọng điểm thu hút. Như trong bầy thú rừng, con đầu đàn mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn sẽ dẫn dắt đàn sinh tồn. Chánh tạng giải thích gọi là trưởng duyên như dục trưởng trợ các pháp tương ưng dục và các tâm và các sắc tâm hữu dục trưởng bằng trưởng duyên. Cần trưởng trợ các pháp tương ưng cần và các sắc tâm hữu cần trưởng bằng trưởng duyên. Tâm trưởng trợ các pháp tương ưng tâm và các sắc tâm hữu trưởng bằng trưởng duyên. Thẩm trưởng trợ các pháp tương ưng thẩm và các sắc tâm hữu thẩm trưởng bằng trưởng duyên. Các pháp nào như tâm và tâm sở sanh khởi do lấy pháp chi chi làm trọng thì pháp chi chi ấy trợ pháp tâm và tâm sở ấy bằng trưởng duyên. Chú giải dục trưởng chanda thi là tâm sở dục trong động lực đa nhân. Pháp tương ưng dục chanda sambayutaka nang dhamma nang là 84 tâm động lực đa nhân và 50 tâm sở trừ hoài nghi và dục. Các sắc tâm hữu dục trưởng tăng sắp mức thà nà nành chắc rù bà năng là 17 sắc tâm có dục trưởng làm duyên. Cần trưởng Vritya thi bát tít là tâm sở cần trong động lực đa nhân. Pháp tương ưng cần Vritya sam bá dứt tất cả năng tham ma năng là 84 tâm động lực đa nhân và 50 tâm sở trừ hoài nghi và cần. Các sắc tâm hữu cần trưởng tăng sắc mức thà na nành chất ru văn tức là 17 sắc tâm
có cần trưởng làm duyên. Tâm trưởng Chitta Adhipati là 84 tâm động lực đa nhân, nhị nhân, tam nhân, gồm 8 tâm tham, 2 tâm sân, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại và 40 tâm siêu thế. Các pháp tương ưng tâm Chitta Sambhayutaka Năng Tham A Năng là 51 tâm sở hợp động lực đa nhân, trừ tâm sở hoài nghi. Các sắc tâm hữu trưởng Tăng Samuthana Năng Chất Rupa Năng là 17 sắc tâm động lực đa nhân làm trưởng. Thẩm trưởng Vimansa Adhipati là tâm sở trí tuệ trong động lực tam nhân hợp trí. Các pháp tương ưng thẩm Vimansa Sambhayutaka Năng Dhamma Năng tức là 66 tâm động lực hợp trí. Và tính đây thì có bài giới hỏi. Các sắc tâm hữu thẩm trưởng Tăng Samuthana Năng Rupa Năng là 17 sắc tâm có thẩm trưởng làm duyên. Các pháp nào như tâm và tâm sở sanh khởi Yeye Dhamma Upacchanti Chitta Cetasa Dhamma. Trong pháp duyên này là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại tố hợp trí, 40 tâm siêu thế, cả thể 60 tâm, cùng 45 tâm sở phối hợp các tâm ấy. Do lấy pháp chi chi làm trọng, dành nhân tham mang cách rung cách tòa. Tức là pháp cảnh trưởng như tâm, trừ hai tâm sân, hai tâm si, thân thức thọ khổ, và tâm sở, trừ 4 sân phần, một hoài nghi. 18 sắc rõ thành cảnh tốt và niết bàn. Theo lời giải thích trên, nên biết có 3 cách trưởng duyên. A. Câu sanh trưởng duyên, chi pháp, năng duyên là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng, trợ sở duyên đồng sanh là 84 tâm động lực đa nhân, cùng 51 tâm sở, hợp động lực đa nhân và 17 sắc tâm hữu trưởng. B. Cảnh trưởng duyên, chi pháp, năng duyên là 116 tâm và 47 tâm sở thành cảnh trưởng, 18 sắc rõ thành cảnh tốt, niết bàn, trợ cho sở duyên là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại tố hợp trí và 40 tâm siêu thế, cùng 45 tâm sở hợp. C. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, chi pháp, năng duyên là sắc ý vật cận tử thành cảnh trưởng, trợ sở duyên là động lực lộ cận tử, 8 tâm tham cùng 22 tâm sở tương ưng. 4. Vô gián duyên, Anantarapachayo. Vô gián duyên là mãnh lực trợ sanh tiếp nối, liên tục, không cho gián đoạn. Như vua cha băng hà, thái tử kế vị ngai vàng để truyền thừa dòng dõi vậy. Dòng tâm thức, sát na tâm trước diệt trợ cho sát na tâm sau sanh không gián đoạn, gọi là vô gián duyên. Chánh tạng giải thích, gọi là vô gián duyên, như các pháp thiện kế trước, trợ các pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên. Các pháp thiện kế trước, trợ các pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên. Các pháp bất thiện kế trước, trợ các pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên. Các pháp bất thiện kế trước, trợ các pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên. Các pháp vô ký kế trước, trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên. Các pháp vô ký kế trước, trợ các pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên. Các pháp vô ký kế trước, trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên. Những pháp nào như tâm và tâm sở sanh khởi tiếp theo những pháp nào, thì những pháp ấy trợ các pháp tâm và tâm sở đó bằng vô gián duyên. Chú giải, pháp tâm và tâm sở Chitta Cetasika Dhamma là 4 danh quẩn đồng sanh trong một sát na. Sát na trước diệt đi trợ cho sát na sau sanh nối tiếp, gọi là vô gián duyên. Pháp thiện kế trước trợ pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên. Tức là trong lộ trình tâm có động lực thiện diễn tiến, sát na động lực thiện sanh trước, trợ sát na động lực thiện sanh tiếp theo, gọi là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Pháp thiện kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên. Pháp thiện, đây là sát na động lực thiện, trợ pháp vô ký là sát na tâm móc cảnh, hoặc sát na hữu phần, sanh tiếp nối động lực thiện.
Trong lộ trình đắc đạo, sát na tâm đạo trợ sát na tâm quả, siêu thế cũng gọi là pháp hiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Trong lộ nhập thiền diệt của bậc A-la-hàm, sát na tâm thiền thiện phi phi tưởng, sát na tâm thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng trợ sát na tâm tam quả khởi lên khi xuất thiền diệt, cũng gọi là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Pháp bất thiện kế trước trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên là sát na động lực bất thiện vừa diệt trợ cho sát na động lực bất thiện sanh nối tiếp bằng vô gián duyên. Pháp bất thiện kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên, tức là sát na động lực bất thiện vừa diệt trợ cho sát na tâm móc cảnh hoặc tâm hữu phần bằng vô gián duyên. Pháp vô ký kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên, như là tâm hữu phần trợ tâm hữu phần, tâm hữu phần dứt dòng trợ tâm khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn trợ tâm nhận thức hoặc nhĩ thức hoặc tỷ thức hoặc thiệt thức hoặc thân thức tâm nhận thức vân vân, trợ tâm tiếp thâu, tâm tiếp thâu trợ tâm quan sát, tâm quan sát trợ tâm xác định, tâm xác định trợ tâm động lực tố, tâm khai ý môn trợ tâm động lực tố, động lực tố trước trợ động lực tố sau, tâm động lực tố trợ tâm móc cảnh, tâm móc cảnh trợ tâm hữu phần, tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trợ tâm tứ quả khởi lên khi xuất thiền diệt, tâm tử trợ tâm tái tục đời sống mới gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Pháp vô ký kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên, như là sát na tâm xác định trợ tâm động lực thiện hoặc sát na tâm khai ý môn trợ tâm động lực thiện trong lộ ý môn. Pháp vô ký kế trước trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên, như là sát na tâm xác định trợ tâm động lực bất thiện trong lộ ngũ môn, sát na tâm khai ý môn trợ tâm động lực bất thiện trong lộ ý môn. 5. Liên tiếp duyên. Samananta-rappacchayo. Tiếp duyên giống như vô gián duyên, chỉ khác tên gọi. Liên tiếp duyên cũng có nghĩa là sự trợ duyên tâm sanh nối tiếp của dòng tư tưởng. Khi Đức Phật thuyết vô gián duyên, Ananta-rappacchayo, có một số chư thiên không hiểu kịp nên Ngài thuyết lặp lại, nhưng dùng từ khác cũng đồng nghĩa. Liên tiếp duyên hay đẳng vô gián duyên, Samananta-rappacchayo, theo chú giải đã giải thích. 6. Câu sanh duyên, Sahaja-rappacchayo. Câu sanh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sanh cùng thời điểm. Như ngọn đèn được thắp lên thì ánh sáng đồng thời bừng tỏa. Chánh tạng giải thích câu sanh duyên như bốn quẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên, bốn đại hiển trợ, bốn đại hiển trợ lẫn bằng câu sanh duyên, vào thời điểm tục sinh danh sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên, các pháp tâm và tâm sở trợ sắc tâm bằng câu sanh duyên, sắc đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên. Chú giải: bốn quẩn phi sắc chất ta rô hành hạ arupino, tức là bốn danh quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Bốn danh quẩn này đồng sanh trong một sát na trợ giúp lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, như thế gọi là câu sanh duyên. Bốn đại hiển chattaro mahabhuta, tức là bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Bốn nguyên tố này đồng sanh trong một đơn vị vật chất, chúng trợ lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, như thế gọi là câu sanh duyên. Vào thời điểm tục sinh, danh và sắc trợ lẫn nhau, tâm quả tái tục gọi là danh, sắc ý vật tái tục gọi ngũ quẩn gọi là sắc. Danh và sắc tái tục đồng sanh vào sắc na tục sinh, tâm tái tục trợ sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục là trú căn cho tâm tái tục, như thế gọi là câu sanh duyên. Các pháp tâm và tâm sở trợ sắc tâm, tức là sát na tâm tạo sắc tâm, chích ta chắc rù bắt bằng câu sanh duyên. Sắc đại hiển trợ sắc y sinh, tức là sắc tứ đại trợ sắc y sinh đồng sanh một bọn, như bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, bọn sắc quý tiết, bọn sắc vật thực bằng câu sanh duyên.
Bài thì học chánh văn đến đây còn tiếp. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Chúng tôi cũng không hiểu sao cô Lâm Nhật Nguyệt lấy bài ở đâu đọc hồi chiều. Chúng tôi đã thêm ở chỗ tương đương thẩm trưởng pháp, mà tương thẩm trưởng có 66 tâm động lực tương trí và 37 tâm sở phối hợp trí tuệ. Nhưng mà cô lấy bài ở đâu mà chưa có chen vào? Ồ, lấy bài tối hôm qua chiều mới sửa. Hồi nãy ở trên màn hình đó đã có bài sửa rồi mà cô không có xem trên màn hình để đọc. Cô đọc đến chỗ đó cô nói nào, bà chấm hỏi đó, cái đấy sửa các pháp tương thẩm đó. Kính bạch chư tăng, kính thưa vị, hôm nay chúng ta bước qua cái chương thứ 8. Và hôm vừa rồi đó, thì chúng tôi trước đây chúng tôi có nói là học hết chương 7 thì thôi. Nhưng mà hôm Tết thì sau khi qua những ngày đặc biệt, lúc đó thượng tọa chủ nhiệm Minh Tội Đức Đẳng có gợi ý mời chúng tôi dẫn tiếp cho nó trọn cái bộ Abhidhammasasaka gồm có 9 chương. Thì cái chương thứ 8 này là nói về duyên trợ. Chúng tôi biết trước là các Phật tử chúng ta sẽ rất khó học, rất khó hiểu, mặc dầu nó rất cần thiết. Bởi vì nếu mà ai học thắng pháp mà không biết được duyên sinh và duyên hệ đó, thì xem như là chúng ta chỉ mới có đi được 1/3 đoạn đường. Đi được 1/3 đoạn đường. Bởi vì cái phần khi mà chúng ta học thêm cái bộ song đối với chúng ta học về đầu đề pháp tụ, đầu đề tam, đầu đề chỉ, về đề kinh đó, là chúng ta thêm được 1/1 đoạn đường nữa. Rồi chúng ta học xong cái phần song đối, căn song, quẩn song, xứ song, giới song, đế song đó, chúng ta rành rẽ cái đó thì chúng ta mới đi được 7 phần đoạn đường. Còn khi mà chúng ta học xong về duyên sinh duyên hệ đó thì chúng ta mới đi rốt ráo. Ở đây trong cái chương này thì chúng tôi chỉ toát yếu, tóm tắt về duyên hệ thôi, chứ không có nói rộng như trong cái quyển mà duyên hệ đại cương. Mặc dù nói là đại cương nhưng mà thực ra đó thì cái quyển duyên hệ đó là một quyển sách cũng tương đối là dày, với gần 400 trang. Ở trong đó trình bày về chi tiết 52 duyên. Nói rộng theo chú giải. Rồi chúng ta phải học cái phần yếu tri, cái phần tấu hợp, cái phần hiệp lực. Như vậy mỗi một duyên chúng ta phải biết rõ cái đó. Thì học cái này thì chắc có lẽ là chúng ta hãy chờ đợi tùy duyên,
Bây giờ chúng ta chỉ học cho nó có đủ, có đủ các môn ở trong cái môn học của chúng ta thôi, đủ các chi tiết. Thì thưa quý vị, trước hết khi mà chúng ta nói về cái phần toát yếu duyên trợ, thì chúng ta phải hiểu cái chữ duyên ở đây đó. Trong tạng kinh đó, Đức Phật có dạy rằng cái này có mặt do cái này, do cái nọ, cái kia có mặt. Các pháp hữu vi không phải do ai sáng tạo, do ai sắp đặt hình thành nặng lên mà có, mà các pháp hữu vi nó có sự tương quan trợ duyên với nhau. Khi mà cái này nó có mặt thì nó sẽ trợ sanh ra cái khác có mặt, vậy đó chúng ta gọi là duyên, duyên trợ. Thì trong phần duyên trợ đó, Pachyaya Sagaha, thì ở trong thắng pháp và biểu luận của Pachyaya Sagaha, chúng ta có hai phần. Một là Paticca Samuppada, là nói về thập nhị nhân duyên, như là vô minh duyên, hành, hành duyên thức, v.v. Thì đó cũng gọi là duyên trợ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến y tương sinh và tích cho số và đá, thì chúng ta cần phải hiểu rằng ở đây là nói cái định lý các pháp làm tập khởi cho toàn bộ khổ quẩn này ở trong dòng sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật đã thuyết ra cái đó gọi là Paticca Samuppada, y tương sinh. Còn khi mà chúng ta học về duyên hệ Patthana Paccaya, tức là chúng ta nói về định lý cấu tạo cái pháp hữu vi, định lý cấu tạo pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, quẩn. Khi mà đã sanh khởi, nó do những cái duyên nào, do những cái điều kiện nào để trợ sanh ra, thì cái đó gọi là, gọi là bất thành á, bất trì giác. Thì ở đây đó, theo trong thành tịnh đạo, thì Ngài Bố Thất Khô Sát này khi mà trình bày về y tương sinh và tích chất Samuppada như là một cái mảnh đất sanh tuệ, thì Ngài giải vô minh duyên hành. Ngài chứng minh rằng vô minh là si tâm sở, duyên cho hành tức là tư tâm sở, thiện hay bất thiện. Thì si mà trở cho tư, tư bất thiện đó, thì nếu nói theo duyên hệ thì nó được bao nhiêu duyên. Còn nếu mà tư tâm si mà trở cho tư tâm sở thiện đó, thì chúng ta thấy một đằng là bất thiện, đằng là thiện, thì nó phải trở bằng duyên hệ. Nói theo duyên hệ bằng duyên nào? Bởi vì bất thiện si tâm sở không thể tư đồng sanh với tư tư thiện được, nó khác đi. Cho nên khi mà chúng ta muốn học về duyên sinh cho rõ đó, về y tương sinh đó, là chúng ta phải, trước hết là chúng ta phải nắm được cái duyên hệ
Thế cho nên ở trong cái quyển Tóc Yếu A Tỳ Đàm, khi mà chúng ta soạn tới đây thì chúng ta có nói rõ lý do này mà chúng tôi đeo cái duyên duyên hệ trước, nói về duyên hệ trước, rồi phần thứ hai là mới nói về duyên sinh hay là y tương sinh. Cho nên quý vị nào mà có cái sự nghiên cứu, khi mà chúng ta xem qua cái bộ gốc của Thắng Pháp Tập Yếu Luận ở Phía Thâm Bát Tát Sa Ngã, quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao mà trong cái quyển Tóc Yếu A Tỳ Đàm mà chúng tôi để đảo lộn như vậy. Có lý do, nhưng mà không sao cả, trước sau gì chúng ta cũng phải học. Nhưng mà chúng ta học thì nó có lợi, chúng ta phải dùng trí tuệ để mà chúng ta biết tự tìm cách nào để cho nó dễ. Thì ở đây đó, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua duyên duyên hệ. Thật ra chúng ta học duyên hệ, chúng ta học từ dễ cho đến khó. Muốn dễ thì chúng ta học theo cách dễ, mà muốn lên lớp hơi khó chút thì chúng ta học theo cách lên lớp. Nếu khó nữa thì chúng ta học theo cái cách lên lớp cao hơn nữa, tức là lên tới đại học lận, chúng ta mới lúc đó chúng ta mới gặp cái khó khó dữ. Còn bây giờ cái lớp của chúng ta ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là học dễ thôi, học dễ như học tiểu học vậy đó. Nhưng cũng nói thêm rằng là khi nãy quý vị nghe đọc bài đó, quý vị cảm thấy viết lung tung như vậy đó, chi pháp ngổ ngang như thế đó, thì làm sao gọi là dễ được. Thưa quý vị, chẳng qua là ở đây không phải là cái giáo trình, mà là chúng ta bê nguyên cái quyển sách nghiên cứu Tóc Yếu A Tỳ Đàm mà chúng tôi soạn để dành làm cái tài liệu nghiên cứu cho các học viên học vi diệu pháp. Rồi bây giờ chúng tôi đang in đó, chúng tôi đang in, vừa in xong cái phần Thanh Tịnh Đạo Yếu Lược rồi, bây giờ chúng tôi tiếp tục chúng tôi in Tóc Yếu A Tỳ Đàm. Thì do vì là một cái quyển sách nó mang cái tính cách là tham khảo, sách để tham khảo, làm tài liệu tham khảo, do đó cho nên phải viết chi tiết. Bởi vì nếu như mà viết sơ sài, viết tóm tắt thì nó cũng bao nhiêu cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận mà đã có rất nhiều soạn giả, dịch giả đã làm rồi, chúng tôi có đọc qua rồi, thì không có đáp ứng được nhu cầu. Ở đây chúng tôi phải soạn chi tiết như thế này để làm cái tài liệu tham khảo. Và khi mà chúng ta lấy cái tài liệu tham khảo, chúng ta đi vào ở trong lớp chúng ta dạy, thì quý vị nghe đọc bài quý vị hơi bị đau đầu chút xíu, nhưng không sao cả. Chúng tôi sẽ nói tóm tắt cái phần dễ cho quý vị hiểu thôi. Quý vị chỉ cần hiểu được cái bài giảng, chứ không cần hiểu được những gì nói ở trong bài đọc. Khi nào mà quý vị có trong tay quyển sách, quý vị đi đâu sách theo để nghiên cứu, thì quý vị sẽ làm cái công việc đó. Còn bây giờ quý vị chỉ cần nghe hiểu những cái gì giảng thôi. Trước nhất là chúng ta nói về cái định lý duyên hệ.
Đây là một cái bài mở đầu ở trong bộ Bát Thanh Ná Bộ Kinh, mà gần như là Chư Tăng, nhất là Chư Tăng ở Miến Điện, ở Myanmar, ở trong các trung tâm thiền, thì các vị rất thường xuyên tụng cái bài này, tụng 24 duyên. Hê tu pa chê yô a ra ma na pa chê yô a thi pa ti pa chê yô a na ta ra pa chê yô su ma na ta ra pa chê yô vân vân. Thì chúng ta phải biết rằng cái đoạn kinh này rất là quan trọng. Các ngài nói rằng khi mà muốn phát sinh trí tuệ, đọc thuộc lòng và tụng mỗi ngày và suy nghĩ mỗi ngày về bộ Bát Thanh Ná này thì trí tuệ dần dần nó sẽ sáng lên, nó sẽ sáng lên. Bởi vì ở đây là nói theo cái chân lý định luật và phát sinh ra các pháp hữu vi. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài suy xét đến thắm pháp cái phần mà duyên hệ Bát Thanh Ná đó, 24 duyên này có thuận tùng, có đối lập, và ngài suy xét đối chiếu giữa tam đề nhị đề, tam đề nhị đề, thì lúc đó thưa quý vị, hào quang sáu màu của ngài nó sanh khởi. Bình thường thì thân Đức Thế Tôn tỏa sáng chỉ có màu trắng trong, từ trong thân ra một sải tay thôi, nhưng mà lúc này là lúc mà cái trí tuệ ngài nhất thiết chủng trí sắp phải nhu của tháp, sắp phải nhu huy động toàn bộ toàn lực, huy động toàn lực. Và ở trong Atthasalini nói rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài quán xét về 24 duyên hệ này, thì cái trí tuệ nhất thiết chủng trí của Đức Thế Tôn bây giờ cũng giống như là trước đây khi ngài thuyết về giáo pháp kinh tạng hay luật tạng hay là các bộ thắng pháp tạng như là bộ pháp tụ hay là bộ phân tích vân vân, thì lúc đó đó cái trí tuệ của ngài giống như một con kình ngư, mà nó con kình ngư đó nó còn nằm ở trong trong con sông, cho nên nó chật chội. Con kình ngư thì quý vị biết là to lớn mạnh mẽ, mà nó phải nằm ở trong một cái vàm sông thì nó chỉ bơi nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có đủ sức, không có đủ trống, để không có đủ cái khối lượng nước mà cho nó dùng dãy. Đến khi mà nó ra tới biển, tới biển, cửa biển rồi đó, và nó đi tuốt ở ngoài giữa đại dương, thì lúc bây giờ con bình gương đó nó mặc sức mà nó dùng dãy bơi lội. Cái trí tuệ của Đức Thế Tôn ngay trong lúc mà ngài suy nghĩ về duyên hệ, lúc đó khi chủ trí ngài cũng huy động toàn lực như thế. Chúng ta nếu mà có duyên mà chúng ta học được duyên hệ đó, thì thưa quý vị, là cái nhất về nói về cái tuệ phân tích mà chúng ta sẽ đắc trong tương lai thì dễ chứ không khó, dễ chứ không khó. Nếu còn nếu như chúng ta chỉ hiểu biết thông thường đơn giản phát thiện bố thí trì giới hay là niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng hoặc là rải tâm từ vân vân, chúng ta chỉ biết đơn giản những cái pháp môn đó thôi, thì như vậy
nó cũng không có, không phải là nhân để mà chúng ta phát sanh được tuệ phân tích trong tương lai. Bhatisamhita. Cho nên cái chỗ này cũng rất là quan trọng, thì nó sơ qua để cho, để chúng ta có sự quan hỷ mà chúng ta học. Đừng có nghe đọc bài khó quá rồi quý vị cảm thấy là mình nuốt không trôi. Không phải, đơn giản thôi quý vị. Trước tiên là bây giờ chúng ta định nghĩa cái đó. Cái danh từ gọi 24 duyên đó, cái tên gọi 24 duyên là đã nói được cái nội dung của duyên đó rồi. Sau khi chúng ta hiểu được cái chữ bát chi giá, có nghĩa là trợ năng, trợ cho sở sanh ra, thì cái đó gọi là duyên. Thì cái nào mà chủ động trợ cho cái pháp khác sanh ra đó, thì chúng ta gọi là cái pháp đó là năng duyên. Chẳng hạn như tham sân si là ba nhân bất thiện, nó trợ cho các tâm bất thiện và tâm sở phối hợp với tâm bất thiện, nó trợ cho sắc tâm bất thiện. Thì như vậy ba nhân bất thiện đó là năng duyên, còn 12 tâm bất thiện với sở phối hợp và sắc tâm bất thiện, chúng ta gọi đây là sở duyên. Năng trợ cho sở bằng cách là năng là pháp nào thì lấy cái pháp đó để và đặt tên. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc thiện đó thưa quý vị, thân hành động thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì cái việc mà chúng ta cử chỉ quay nghi đi đứng nằm ngồi thể bằng tâm thiện, thì cái đó gọi là sắc tâm thiện. Thì tâm thiện và sắc tâm thiện mà nó hiện khởi được là do đâu? Nhờ sự trợ giúp của ba nhân thiện là vô tham vô sân vô si. Hiểu được cái chỗ này đó, thì người Phật tử chúng ta sẽ biết rằng là khi mà đi làm phước á, hỏi đi cúng dường cây tăng hay là đi đến chùa để thọ đầu đà, quý vị có cho rằng là cái đó là việc thiện không? Quý vị sẽ nói là có. Đi làm phước là làm thiện, đi nghe pháp là làm thiện, đi thọ đầu đà là làm thiện. Nhưng mà chúng tôi xin thưa quý vị là chừng nào mà quý vị đi làm cái việc đó bằng một thứ tâm, mà thứ tâm đó là do ba căn thiện nó trợ sanh, thì cái đó chúng ta mới gọi là đi làm thiện. Chứ còn chúng ta đến chùa người ta nhưng mà đi đến chùa cái tâm của chúng ta nhìn người này nhìn người kia, gặp nhau rồi ngồi nói chuyện, nói xấu người này, nói xấu người nọ, hay là cái bữa lễ đó chúng ta gặp nhau rồi chúng ta cãi lộn với nhau sân si, thì ngày đó chúng ta đi về hỏi hôm nay đi đâu, nói đi chùa để cãi lộn chứ không phải là đi chùa để làm thiện. Bởi vì lúc đó tham sân si quý vị đang sanh khởi. Cho nên quý vị cần phải hiểu là khi nào mà chúng ta hành động, nói và suy nghĩ với cái căn thiện vô tham, tức là không có luyến ái, không có dính mắc, không có tham đắm cái cảnh sắc thinh khí vị xúc gì cả, chúng ta làm chỉ biết là làm thôi, làm thiện, làm bằng tâm xả bỏ cái lòng tham bằng cái tâm vô tham, thì như vậy mới là làm thiện. Rồi lại nữa, khi mà chúng ta làm cái việc đó, chúng ta làm phước bố thí trì giới, mà chúng ta làm phước bằng cái tâm mát mẻ, cái tâm vô sân, bằng cái căn vô sân đó, anu sát, thì lúc đó mới gọi là làm thiện.
Chứ còn khi mà chúng ta đang ngồi nghe pháp, mà chúng ta nhìn mặt vị pháp sư, mà chúng ta nghe vị pháp sư, nghe sư đó, chúng ta cố ý chúng ta tìm lỗi coi vị đó nói cái gì vậy, bắt bẻ. Thì lúc nghe pháp cái kiểu mà bằng tâm sân như vậy đó, thì làm sao mà nghe pháp bằng tâm thiện được? Phải là vô sân. Xin nói tận cùng như vậy. Rồi vô si. Cái này có người có, người không. Có người cũng có tâm thiện, vô tham vô sân, nhưng mà ở thiếu trí. Còn người nào mà làm thiện, vô tham vô sân và có thêm trí tuệ nữa thì càng càng quý. Tức là chúng ta làm có cái sự hiểu biết nhân quả. Chúng ta làm, chúng ta có cái sự suy nghĩ chu đáo để loại trừ những cái phiền não. Rồi chúng ta làm với cái mục đích là để được giải thoát, để được làm cho thanh tịnh tâm, vân vân. Thì khi mà chúng ta suy tư tác ý như vậy đó, thì gọi là làm thiện. Cho nên là chúng ta nắm cái yếu lý là gọi pháp thiện hay pháp bất thiện hay pháp vô ký. Cả ba cái loại pháp đó, kusala dhamma, akusala dhamma, vyakata dhamma, gọi như vậy đó, là nó phải tùy thuộc vào, nó phải tùy thuộc vào nhân hetu samyutta, nhân tương ưng. Nếu mà tương ưng với loại nhân nào thì cái đó gọi là pháp. Cái đó mới chánh kiến, thưa quý vị. Ở trong bài kinh Chánh Thi Kiến Samadhi Sutta, trung bộ kinh này, vị tướng quân chánh pháp ngày Sariputta, ngày Xá Lợi Phất, khi các vị tỳ kheo hỏi ngài như thế nào là một vị thánh đệ tử thành tựu về chánh tri kiến, thì trước tiên ngài nói rằng người nào mà biết được pháp thiện và căn, tức là nhân, nhân thiện, biết được pháp thiện và nhân thiện thì như vậy gọi là có chánh tri kiến. Người nào biết được pháp bất thiện và nhân bất thiện thì gọi là chánh tri kiến. Người nào biết được pháp đó và nhân tương ưng với đó, cái đó mới là chánh tri kiến. Đây là những trường hợp mà chúng ta gọi là nhân duyên. Thì bây giờ đó, chúng ta phải hiểu là không thể chúng ta xài cái từ thưởng thức được. Chúng ta nói chuyện ở bên ngoài, chúng ta nói hai người gặp nhau, tình cờ gặp nhau, sau bao nhiêu năm sẽ cách, rồi đi đến đó gặp rồi nó, ồ cái này cũng là nhân duyên. Thì cái chữ nhân duyên đó chúng ta xài chữ Nidana, chứ không phải là Hetupacaya. Cho nên trong tiếng Việt của chúng ta đó, nhiều khi nó chồng chéo với nhau, nó trùng lập với nhau lắm, thưa quý vị. Dầu cho là danh từ Phật học, chúng ta cũng nhớ chú ý. Hãy khi ai mà nói nhân duyên thì chúng ta phải xem họ nói trong cái ngữ cảnh thường thức hay là nói theo Atidam. Nếu nói Atidam thì nhân duyên theo kiểu sáu nhân tương ưng, tham sân si, vô tham sân si, nó trợ cho các tâm hữu nhân và các cái tâm sở cũng như sắc tâm hữu nhân, thì cái đó mới gọi là nhân duyên. Bây giờ chúng ta qua cái điểm thứ hai, cái duyên thứ hai gọi là cảnh duyên. Cái tâm của chúng ta nó sanh, tâm sanh khởi, nó có bốn cái điều kiện. Thứ nhất là có căn, tức là có cái môn, chúng ta gọi là môn đoà đó, hay hồi xưa giờ gọi quen gọi là căn indriya, tức là quyền đó, lớn là mắt, nhãn quyền, nhĩ quyền, điển quyền, thiệt quyền, thân quyền, tức là mắt tai mũi lưỡi thân.
Khi mà mắt làm chỗ nương cho nhãn thức sinh khởi thì mới biết được miếng sắc. Thì như vậy cái nhân thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất mà sinh ra tâm là phải có môn quyền. Thứ hai là phải có tâm sở. Tâm sở nó phối hợp với tâm, bởi một mình tâm nó chỉ là thức quẩn thì nó hoạt động không được. Cũng giống như bây giờ thế này, chúng ta có một cái công ty, mà bây giờ cái công ty đó họ tuyên bố là tôi không cần xài nhân viên, không cần xài nhân viên, không cần xài công nhân. Vậy mình mở công ty đó bỏ trống để gì? Chắc là ma vô làm việc đó chắc. Cho nên khi mà chúng ta nói đến tâm sanh chích tức ba đá thì chúng ta phải hiểu rằng một mình thức quẩn không đủ, mà nó phải có thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn nữa. Thì như vậy thọ quẩn, hành quẩn, thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn đó, ba quẩn tâm sở đó, nó hỗ trợ cho thức quẩn, nó mới tạo ra cái gọi là tâm chích tác. Cho nên cái điều kiện thứ hai mà cho tâm sanh lên được đó, thì phải là có tâm sở. Cái thứ ba là phải có cảnh, phải có cảnh. Bởi vì tâm đó là năng tri cảnh, cảnh tức là sở tri của tâm. Không thể nào tâm sanh lên mà không có đối tượng được. Phải có đối tượng. Cho nên ở đây đó, cảnh duyên tức là nói đến đối tượng trợ cho tâm sanh. Bây giờ cảnh sắc là đối tượng trợ cho nhĩ thức sanh khởi, cho nhãn thức sanh khởi. Tịnh thinh là đối tượng trợ cho nhĩ thức sinh khởi. Cảnh khí là đối tượng trợ cho tỷ thức sinh khởi. Cảnh vị là đối tượng trợ cho thiệt thức sinh khởi. Cảnh xúc là đối tượng trợ cho thân thức sinh khởi. Cảnh pháp là đối tượng trợ cho ý thức giới, ý thức sinh khởi. Cho nên cảnh, dầu cho cảnh danh pháp hay cảnh sắc pháp, ngay cả cảnh niết bàn cũng là cảnh duyên cho tâm. Vì tâm sư thế nó biết cảnh là niết bàn, như vậy niết bàn là cảnh duyên cho tâm sư thế chẳng hạn. Thì như thế, bất cứ thấy, khi mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ mà do cảnh gì trợ giúp cho tâm sanh khởi thì cảnh đó gọi là trợ cho tâm bằng cảnh duyên. Aramanapachaya, nó cũng dễ hiểu thôi quý vị. Mà ở đây cũng nói thêm rằng trong cảnh duyên đó thì nó có nhiều trường hợp. Ở trong Pali Chánh Tạng có giải thích đó, thì ở đây chúng ta thấy cảnh sắc thinh khí vị xúc nó có thể trợ cho tâm thiện sanh khởi được, trợ cho tâm bất thiện sanh khởi được. Do đó cho nên khi mà chúng ta muốn cho tâm thiện phát sanh thì chúng ta tìm cái cảnh nào mà nó dễ trợ cho tâm thiện, dễ trợ cho tâm thiện phát sanh. Bởi lấy cái lý này đó mà ở trong các xứ như mà Tích Lan chẳng hạn, như các xứ Phật giáo nói chung, tức là không phải như Việt Nam mình mà trợ niệm cho người chết bằng cách là họ xúm nhau lại bay chung quanh rồi cái niệm Phật, cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Phật hoài như vậy để trợ. Người ta không có làm như vậy. Người ta biết là trợ bằng cảnh duyên. Nó có hai. Một là trong phòng của cái người hấp hối, người ta dọn dẹp trống trải, người ta căng màn màu nhã, đừng có bông hoa lè lè, để cho có ánh sáng. Rồi cái người gọi nằm nhìn lên trần nhà, ở trên trần nhà đó
cái người ta treo cái hình Phật, hoặc là họ nhìn vô vết tường thì mình treo hình Phật ngay trước mắt để cho bệnh nhân họ nhìn. Khi họ gần chết mà họ nhìn hoài như vậy đó, họ nhìn cảnh sắc đó, họ khởi lên tâm thị. Cái đó gọi là cách trợ niệm trực tiếp cho tôi. Hoặc là giống như thời xưa ông Tất Cô Độc hoặc là Thiện Nam Thâm Y Cá chẳng hạn, Thiện Nam Tất Cô Độc hay Thiện Nam Thâm Y Cá, khi mà giờ phút lâm chung sắp hốt hối á, đi đến, cho người đi đến chùa để thỉnh chư tăng đến, các ngài đi đến các ngài nói pháp cho nghe hay là tụng kinh cho nghe, thì khi mà nghe kinh đó, hồi xưa bên Ấn Độ mà chư tăng tụng kinh đó, thì giống như là chư tăng tụng kinh tiếng Việt cho người Việt nghe vậy đó, để người ta nghe người ta hiểu. Còn bây giờ đó thì giờ phút lâm chung mà chư tăng đến tụng kinh tiếng Bali, quý vị nghe quý vị không hiểu gì hết, quý vị cũng khó phát sanh được. Nhưng mà có những cái câu thí dụ như quý vị hiểu của thăng sát năng gạch cha mi, thăm ăn sát năng gạch cha mi, sang khăn sát năng gạch cha mi, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Những cái câu mà thông thường như vậy đó thì chư tăng tụng quý vị nghe quý vị hiểu được. Còn như những cái bài kinh chẳng hạn như quý vị trong lúc mà gần chết ấy, mà chư tăng đi đến tụng hê tu bát chì vô a ra ma đắp bát chì vô thi ba tiếp bát chì vô, dầu cho ngay cả như một cái vị sư mà rành rẽ tạng vi diệu pháp nghe mà cái tâm phóng dật còn không suy nghĩ kịp nữa, chứ đừng nói chỉ là người cư sĩ. Nhưng mà chúng ta ráng tập từ từ cho nó quen, để giờ phút đó có cảnh duyên là cảnh thinh, chư tăng tụng đọc quý vị nghe quý vị hiểu được, quý vị sanh được cõi trời, quý vị quan hỷ sanh được cõi trời. Cho nên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta phải biết tạo cho mình cái cảnh duyên. Cũng nhắc cho quý vị Phật tử chúng ta chú ý đến này nữa, ở trong nhà Phật tử chúng ta thờ Phật, mục đích chúng ta thờ Phật đó là để tạo cái cảnh duyên thiện, vô khí trợ cho thiện sanh khởi. Chúng ta đi ra đi vào hai buổi sáng, sáng sớm chiều tối, chúng ta ngồi lặng lẽ một mình ở trong một cái phòng thờ Đức Thế Tôn, chúng ta nhìn kim thân của ngài, gương mặt của ngài từ bi, chúng ta khởi lên tâm thiện. Chính vì chỗ đó cho nên người Phật tử chúng ta không nên đi ở đâu gặp tự Phật ở xứ nào, chúng ta cũng đem về chúng ta thờ đầy hết á. Có những người Phật tử họ nghĩ rằng một là thờ cho có thờ, hai là để nhiều Phật như vậy ra chứng tỏ rằng mình có đồng phải. Cái tượng Phật nào đẹp nhất, chúng ta vừa ý nhất, và chúng ta nhìn mà chúng ta có cái sự cảm nhận được liền, chúng ta tùy hỷ quan hỷ được liền, thì chúng ta nên thờ. Cho nên hôm trước ở chùa mà có Phật tử mà họ thỉnh cho tự Phật xuống, họ để lên trên điện để thỉnh chư tăng an vị dùm, mà cái tự Phật là chưa tự Phật bằng gỗ, nhưng mà chúng ta nói chư tăng là đến nếu mà đem để cái tự Phật này ra, Phật tử mình không hiểu được rằng muốn cho tâm thị nó sanh khởi bằng cảnh duyên đó, thì phải cái tượng Phật nào đẹp nhất, dự ý nhất thì nên. Còn như tượng Phật mà bằng gỗ mà họ tạ không khéo, tướng tốt không có, mình nhìn mình thấy mình bực mình thêm nữa, thì lúc bây giờ cái cảnh duyên đó là nó trợ cho tâm bất thiện. Cảnh duyên trợ cho tâm thiện đâu phải trợ tâm thiện đâu. Cho nên Phật tử chúng ta cũng phải lưu ý, quý vị chỉ thờ một hình ảnh của bậc đạo sư thôi, nhưng mà hình ảnh nào mà quý vị cảm thấy thích thú nhất, quan hỷ nhất, làm sao quý vị nhìn để mà phát khởi lên cái
Vasana tức là cái lòng tỉnh tính như là cậu Mathakoda, cậu công tử Mathakodali. Cậu Mathakodali, con của một vị Bà La Môn bỏng sẻn. Mặc dù ông ta có nhiều tài sản nhưng mà con cái của ông ta, đứa con trai duy nhất của ông ta năm đó nó được 16 tuổi, nó bị bệnh. Bệnh nặng đó, lúc đầu thì cũng chưa đến nỗi nặng, nhưng mà vì ông ta tiếc của, sợ nó tốn kém cho nên ông ta không có đưa đi thầy thuốc, không mời thầy thuốc đến để mà trị. Cứ là cho ai chỉ đâu thì uống đó cho nó đỡ tốn tiền. Lấy ba cái lá cây, dắt lấy nước cho uống, và cuối cùng nhỏ chết. Khi mà nhỏ sắp chết á, thì ông ta mới đem đặt cái giường ở ngoài hiên nhà để đừng có ai đi đến thăm mà vô trong nhà thấy tài sản đồ sộ của ông ta. Nhưng cũng may cho cậu Ma Thức Quân Lý là sáng hôm đó Đức Thế Tôn Ngài đi khất thực đi ngang, Ngài quan sát, Ngài biết cái nhân duyên cậu ta có thể khởi lên lòng tin với Ngài và sanh được cõi trời. Cho nên Đức Phật đã đứng ở trước cửa nhà, Ngài phóng hào quang sáng lòa. Cậu Ma Thức Quân Lý đang xoay mặt trong vách nhà, thấy ánh sáng lạ mới xoay người ra, nhìn thấy Đức Phật, thấy cái phong thái của Đức Phật thôi đã là quan hỷ rồi. Thì lúc đó cậu ta trong lòng dạt dào niềm tin, cậu ta hướng tâm kính Đức Phật, rồi cậu ta tắt thở sanh về cõi trời, cõi trời. Cho nên trong cái bài kể Pháp Cú số 2 đó, là Đức Phật Ngài nhắc đến cái cậu Bát Thức Quan Đại Lý mà Đức Phật thuyết bài kể Pháp Cú số 2. Thành thử ra người Phật tử chúng ta hãy tạo cái cảnh duyên như thế nào. Chính vì chỗ đó thưa quý vị, khi mà chúng tôi cất chùa đó, chúng tôi không phải là cất đồ sộ nguyên nha hay là vật liệu sang trọng, mà chúng tôi cất bình dị thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà chúng tôi thích, chúng tôi nói rằng thiên hạ không thích, nhưng mà mình là người ở tại chùa, mình là người phải thưởng thức cảnh chùa trước. Cho nên là cất cảnh chùa thế nào để thoáng, thông thoáng, hữu tình và dễ khởi tâm thiện, để trưa sáng, trưa, chiều, tối mà đi kinh hành tới lui, mình nhìn cảnh chùa, mình quan hỷ, đó cũng là cảnh duyên trợ thiện. Nên chúng ta cất chùa thường thì không giống ai hết, nhưng mà bản thân chúng ta thấy là đẹp, thấy là hấp dẫn, thấy là tâm thiện khởi, đi vào bên trong chánh điện quý vị, chỉ đơn giản thôi, không có cầu kỳ, không có đồ đạc lung tung quá nhiều, để cho tâm thiện dễ phát sanh. Cho nên chúng ta phải tự tạo cảnh duyên cho mình. Cái thứ ba nữa là gọi là Athipatthipacchaya, là cảnh trưởng, là trưởng duyên. Cái trưởng duyên này thưa quý vị, nó có ba trường hợp. Một là các pháp trưởng như là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, nó trợ cho các pháp đồng sanh, gọi là trưởng duyên. Athipatthipacchaya, cái trường hợp thứ nhất. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những công việc mà chúng ta làm thành công là do nhờ chúng ta có cái sự hoài bão, có sự mong mỏi, cái sự mong muốn, muốn là làm, muốn là làm. Thì cái muốn đó đó gọi là chanh đá, nó làm trưởng. Chúng ta cần phải chú ý nội tâm mình, xem coi mình làm công việc đó là do mình quá muốn hay là sao. Nếu mình muốn mà làm thì cái đó là do dục trưởng. Còn khi mình làm cái việc đó đó thật sự không phải là muốn, nhưng mà mình làm cho nó nổi bật ở chỗ là do cần, do cái sự tinh tấn, do cái sự tính để nó làm trưởng. Khi mà chúng tôi soạn bài, chúng tôi phải dùng cái pháp cần trưởng nhiều lắm thưa quý vị.
Nhiều khi đó, chúng tôi đã soạn đi tới 10 trang, 10 tờ, 20 tờ, 20 tờ giấy. Chúng tôi không ưu ý là chúng tôi xé bỏ 20 tờ để chúng tôi viết lại. Và chiều này chúng tôi phải bỏ từ đầu cho đến cuối là một quyển tập 200 trang thì chúng tôi phải bỏ để mà ngày mai chúng tôi phải viết lại cái đó, để cho cái quyển, cái tác phẩm cho nó đẹp, nó tốt, nó hay. Mà tại những cái đó không phải là mình muốn, mình phải dùng cái pháp cần, tức là dùng cái sự tinh tấn để làm trưởng. Rồi thứ ba gọi là tâm trưởng, là mình phải có một cái sự kiên quyết, cái sự quyết tâm. Hễ mà mình đã tác ý đến cái công việc, mình chú ý đến công việc đó rồi thì phải làm cho nó hoàn tất, không có bỏ dở nửa chừng. Rồi thẩm trưởng tức là phải dùng trí. Cái công việc mà chúng ta làm được thành công có đôi khi lấy trí tuệ làm trưởng. Bây giờ muốn viết một quyển sách thưa quý vị, trước tiên là chúng ta phải có cái bố cục cái nội dung, nó kế hợp với cái đề tài, cái chủ đề của quyển sách, cái tựa đề của quyển sách, rồi chúng ta phải bố cục. Mà khi chúng ta bố cục xong rồi thì chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta tìm hiểu, coi cái chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, 7, chương 8, chương 9 đó. Khi mà viết đến cái chỗ đó là cái nguồn tư liệu nào, mình phải hiểu rõ, mình sắp xếp, mình viết, thì như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Còn cái đầu của chúng ta rỗng không biết, ngồi cứ cầm cái viết mà cứ đầu óc miên man suy nghĩ, rồi mình ngồi gục lên gục xuống, thì chúng ta viết không xong. Làm cái gì chúng ta phải dùng trí tuệ. Cho nên dùng phần tâm thẩm nó là cái pháp trưởng, mà nó trợ cho tâm chúng ta được thành công đó. Tâm chúng ta hoạt động thành công đó, là ở đây chúng ta cũng gọi là trưởng duyên. Cái trưởng duyên thứ hai đó là cảnh trưởng. Hồi nãy chúng ta học cảnh duyên đó, thì tất cả những cái cảnh nào mắt thấy được thì cảnh sắc đó nó trợ cho nhãn thức bằng cảnh duyên. Nhưng mà bây giờ đó, cảnh duyên nó tùy, có những cái cảnh nó rất là hấp dẫn, rất là đẹp, rất là thu hút, thì cái cảnh đó đối với tâm này nó trợ bằng cách là cảnh trưởng duyên. Chúng ta gọi cảnh trưởng duyên. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu là trưởng duyên nó có hai trường hợp, là con sanh trưởng như là bốn dược phần tâm thẩm, thứ hai là cảnh trưởng. Nhưng mà cảnh trưởng này lại còn xé ra nữa, tức là cảnh trưởng trong cái thời phận tử. Nhưng mà trong thời phận tử, cảnh trưởng đó thì nó lại trợ cho tâm tham. Một người trong giờ phút lâm chung mà họ quá nuối tiếc luyến ái cái sự sống, rồi họ bám víu vào cái sự sống đó, tức là cái sự sống đó từ nơi sắc y vật mà ra. Cho nên sắc y vật làm vật cảnh tiền sanh trưởng duyên cho tâm. Cái này thì nó hơi chi tiết, nó hơi cao chút, cho nên chúng tôi nhắc sơ qua thôi. Thì chúng ta phải hiểu là trong đời sống của ta, nhớ một là nội tâm của chúng ta có những pháp nổi trội để mà nó làm cái động lực thôi thúc cho mình hành động, gọi là câu sinh trưởng. Hai là trong cuộc sống của chúng ta, ngoại cảnh bên ngoài nó cũng là
cái tác động để cho tâm sanh khởi. Nhưng mà cái sự tác động bằng cảnh, bằng ngoại cảnh đó, có đôi khi ngoại cảnh đó chỉ là cảnh thường, còn có nào hấp dẫn thì nó là cảnh trưởng gì. Rồi bây giờ chúng ta duyên thứ tư, thứ năm là vô gián và đẳng vô gián, Anantara Paccaya và Samanantara Paccaya. Hai cái duyên này thì nó giống nhau, nhưng mà Đức Phật Ngài thuyết hai lần. Khi nãy thì Ngài, lúc đầu thì Ngài thuyết Anantara Paccaya là vô gián duyên, nhưng mà có một số chư thiên họ không có hiểu được cái nghĩa lý đó, cho nên Ngài mới lặp lại. Không phải Ngài lặp lại bằng vô gián duyên nữa, mà Ngài dùng cái từ Samanantara Paccaya là liên tiếp duyên. Vô gián không gián đoạn có nghĩa là liên tiếp, liên tiếp có nghĩa là không gián đoạn, chỉ thay đổi chút vậy thôi. Mà chư thiên họ nghe họ hiểu, có một số hiểu ở sau này khi mà nói liên tiếp duyên thì hiểu. Thì ở trên đời này cái sự mà trợ duyên có đôi khi nó trở một cách vô gián thôi. Bây giờ quý vị hiểu nhiều cái thí dụ, cuộc đời nó có nhiều cái thí dụ. Thí dụ bây giờ chúng ta cưa, người ta cưa một cái khúc gỗ, không phải là đặt cái lưỡi cưa vào người ta nảy tới rồi người ta ngừng để đó khúc gỗ nó không có đứt, mà người ta phải đẩy tới, kéo, đẩy qua kéo lại, đẩy qua kéo lại, đẩy qua kéo lại nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần như vậy. Nó cứ liên tục liên tục liên tục liên tục cứ đẩy qua kéo lại như thế đó, thì mới các cái lưỡi, các cái răng cưa đó nó mới bắt đầu nó ăn mòn cái thân cây, cái đường cưa, cái đường cắt ở chỗ đó nó mới làm đứt, đứt cái thân cây. Cái đó chúng ta cũng gọi gián, gọi là vô gián duyên hay là liên tiếp duyên. Ở trong bài thì thí dụ về trường hợp là người thừa kế, từ xưa đến bây giờ không lúc nào mà ở trong một quốc độ, một xứ mà không người cai trị quốc độ. Hồi xưa thì người ta gọi là vua hay là vị hoàng đế, hoặc là một thủ lãnh, vân vân. Còn bây giờ thì họ gọi là một tổng thống, vân vân, hay là một chủ tịch nước gì đó. Thì bây giờ hết người này, người này chết hay là mãn nhiệm kỳ, tới người khác lên, cứ tiếp nối với nhau như thế đó. Thì cái sự tiếp nối như vậy được gọi là vô gián duyên. Cái trường hợp này thì cũng rất là dễ hiểu. Còn ở trong bài khi nãy thì chúng ta nghe đọc không? Thì thiện trợ thiện bằng vô gián duyên, hay thiện trợ vô biết bằng vô gián duyên, bất thiện trợ bất thiện mà vô chánh duyên, bất thiện trợ vô kiến vô chánh duyên, hay vô kiến trợ vô kiến vô chánh duyên, vô kiến trợ thiện, vô kiến trợ bất thiện mà vô chánh duyên. Tất cả những cái đó nó không có khó thưa quý vị, thật sự không khó. Nhưng mà khi người Phật tử chúng ta vì cái cuộc sống ở bên ngoài, cơm áo gạo tiền, tâm tư chúng ta phóng dật, một ngày chúng ta suy nghĩ về vi diệu pháp đó, chúng ta hình như là chúng ta không có thời gian nhiều. Suy nghĩ tháng qua một phút, chưa đầy một phút nữa là chúng ta suy nghĩ chuyện khác rồi. Tự hỏi làm sao mà chúng ta có thể nghe, chúng ta hiểu được cái điều đó. Trong khi đó đó, một người mà học mà muốn cho hiểu vi diệu pháp đó, thì thưa quý vị, từ sáng đến chiều đó, thí dụ như trong một ban ngày 12 tiếng đồng hồ, thì ít ra là cũng phải 6 tiếng đồng hồ để mà suy nghĩ về vi diệu pháp. Cho nên nghe xong là người ta hiểu liền. Thì bây giờ quý vị học
lộ trình tâm. Quý vị biết là sát na trước trợ cho sát na sau, sát na sau sanh khởi rồi diệt trợ sát na kế tiếp sanh khởi. Thì như vậy cứ sát na nó trợ nhau liên tục kéo dài từ hồi mình tục sinh cho đến khi mình chết, không bao giờ gián đoạn sát na tâm. Mặc dù nó vô thường nhưng mà cái này diệt nó trợ cho cái kia sanh, cái này diệt trợ cái kia sanh. Giống như sóng biển, cả một thế kỷ, 1.000 năm, 100.000 năm, 1.000.000 năm, lúc nào cũng có sóng, cũng có sóng ập vào bờ, rì rào, xào xả như vậy. Tại sao? Là tại vì cái sóng sau xô sóng trước, nó cứ lớn tới hoài như vậy. Hãy lúc nào ở trong thế gian này mà còn có gió, còn có nước thì nó còn có sóng, sóng biển. Bằng cách vô gián duyên như thế, thì bây giờ trong cái vô gián duyên đó, chúng ta hãy nhận xét tâm nào là tâm thiện trong cái dòng tâm thức đó. Tâm nào sát na, tâm nào sát na tâm thiện, sát na tâm nào là động lực bất thiện, những sát na nào là động lực vô ký. Chúng ta nắm ba cái đó thôi, rồi tự chúng ta vẽ bản đồ ra, chúng ta hiểu à, cái sát na này trợ sát na này. Thí dụ như tâm khai ngũ môn trợ cho tâm nhãn thức, thì giờ khai ngũ môn là vô ký, nhãn thức là vô ký. Như vậy thì sát na khai ngũ môn, sát na nhãn thức, sát na khai ngũ môn trợ cho sát na nhãn thức bằng cách là vô ký trợ vô ký và vô nhân duyên. Thí dụ vậy. Rồi ở phía sau đó, cái sát na xác định, xác định Vottapanna, nó là pháp vô ký, nó trợ cho cái tâm động lực thiện thứ nhất sanh khởi. Thì vậy vô ký trợ thiện bằng cách vô gián duyên. Chúng ta cái đó mà chúng ta đặt, chúng ta đánh giá nó, chứ nhận xét rồi chúng ta đặt tên, chúng ta hiểu liền, cũng dễ chứ không có khó đâu thưa quý vị. Chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta học. Cho nên khi mà chúng ta học cái này đó, đầu của chúng ta phải biết lập luận, phải biết suy tư. Chúng ta chỗ nào cần phải học thuộc lòng thì chúng ta dễ học thuộc lòng chút xíu vậy thôi, nhưng mà đừng có học toàn, học thuộc lòng. Học nhiều pháp mà chúng ta học thuộc lòng hết một quyển thắng pháp và biết lượng là chúng ta chết, là chúng ta không hiểu hết. Chúng ta phải học tới đâu hiểu tới đó mới được. Rồi bây giờ thứ sáu là câu sinh duyên. Bài học của chúng ta hôm nay chọn cho quý vị học tới thứ sáu. Câu sinh duyên cũng nó có một cái điều như thế này quý vị. Ở trong đời này đó, các pháp hữu vi mà nó sinh khởi, nó đều là do năng duyên trợ sanh ra. Mà năng duyên đó đối với sở duyên đó, có khi đó, năng duyên diệt rồi, diệt mất rồi mới trợ cho sở duyên. Chúng ta gọi là vô gián, nắm vô gián và liên tiếp duyên. Còn cái trường hợp mà năng duyên trợ sở duyên bằng cách là đồng sanh, đồng có mặt, thì chúng ta gọi là câu sinh duyên hay hiện hữu duyên, bất ly duyên. Thí dụ bây giờ bốn năm người khiêng một cái tảng đá, bốn người khiêng một cái tảng đá, cái tảng đá mà được nhấc lên đó là do đồng sức của bốn người. Người này giúp cho người kia, người kia giúp cho người nọ, hai người bên đây trợ cho hai người bên kia. Nếu như mà
Một người buông tay thì cái tảng đá nó sẽ rơi xuống không đi tới nổi. Hai người bên đây buông tay thì tảng đá cũng rơi xuống. Cho nên bốn người phải hiệp lực, phải đồng sức. Thì cái đó chúng ta gọi là trợ nhau bằng cách gì? Trợ nhau bằng cách là cầu sinh duyên, phải đồng sanh với nhau. Hoặc là chúng ta thí dụ giống như cái ghế bốn chân vậy đó. Cái chân này, cái chân trước bên trái nó chịu lực tiếp với ba chân kia, rồi cái chân trước ở bên phải trợ lực cho ba chân kia, hai chân trước trợ lực cho hai chân sau. Cho nên cái ghế mình ngồi lên nó mới vững được. Thì vậy bốn chân đó đó chúng ta gọi con sinh duyên. Nói về bốn đại đó, đất nước lửa gió, cái này 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 thì nó mới được sanh khởi. Cho nên có những cái pháp mà chúng ta phải hiểu rằng là nó trợ bằng cách là năng giúp sở, bằng cách là đồng sanh, hoặc là năng giúp sở bằng cách là sẽ sanh, hộ sanh duyên. Chúng ta sẽ tới năng giúp sở bằng cách là sanh trước để mà trợ cho sở duyên sanh sau. Thì như vậy chúng ta gọi là tiền sanh. Nhớ tiền sanh, hậu sanh, đồng sanh. Nhớ ba cái đó. Rồi còn những cái chi tiết thì chúng ta còn nhiều học về. Bây giờ nhân duyên thì nó thuộc về đồng sanh, giống câu sanh. Cảnh duyên thì có thể là câu sanh, mà có thể là tiền sanh cũng có, cảnh tiền sanh. Bây giờ cái chuyện ngày hôm qua nó đã xảy ra rồi, bây giờ mình ngồi nhớ lại, mình khởi lên cái tâm thiện, hoặc là khởi lên sân si, thì như vậy cảnh duyên hôm qua nó trợ cho hôm nay bằng cách là tiền sanh, nó sanh trước. Vậy đó. Rồi khi mà chúng ta nói trưởng duyên thì có đồng sanh, mà cũng có cái trường hợp là tiền sanh cũng có, hậu sanh cũng có. Ở trong cuộc sống này thưa quý vị, nếu mà xét đi xét lại đó, thì chúng ta cái thân này mà có hiện hữu ở đây đó, là nó có nhiều cái sự trợ duyên ở bên ngoài, bên trong. Những cái mà đã diệt mất rồi nó cũng có thể nó trợ duyên cho tâm này sinh khởi được. Những pháp nào mà sẽ sanh ra nó cũng trợ cho tâm này sinh khởi được. Cho nên là khi mà chúng ta quán xét cái chỗ đó, chúng ta mới thấy cuộc đời này, pháp hữu vi này là vô ngã. Bởi vì không có ai mà chủ quyền sắp đặt theo như ý muốn được. Nó tùy theo duyên mà nó trợ sanh ra thôi. Chúng ta phải nhớ vậy. Thì hôm nay chúng ta chỉ học cái phần tổng quan, giới thiệu tổng quan về duyên trợ. Và qua đến duyên hệ, định lý duyên hệ thì chúng ta học 6 duyên thôi. Chúng ta còn lại 18 duyên thì chúng ta sẽ học tiếp tục trong những ngày tới, ngày Chủ nhật. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Phần thời gian còn lại xin kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Tổng chia sẻ thêm trong phần này. Nam Mô Bổn Thầy. Kính trên Hòa Thượng Thầy Sư với bài giảng tăng pháp hôm nay. Bây giờ thì Thầy Sư mình đi nghỉ. Quý Phật tử nghỉ chơi chúng tôi một chút.
Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được tiếp theo lời của Hòa Thượng Tuệ Siêu. Hôm nay chúng ta học về duyên, về bát chánh giác. Thưa quý vị, chúng tôi muốn cùng tất cả quý Phật tử ôn lại một số cái chi tiết rất là căn bản của đề tài này, để chúng ta chuẩn bị cho những phần kế tiếp. Thứ nhất là chúng ta nên có một vài cái khái niệm căn bản về duyên. Duyên nó có hai trường hợp mà hồi nãy chúng ta được học đó. Đó là cái tác động sanh khởi và cái ảnh hưởng. Dạ. Cái tác động sanh khởi ví dụ như là do chúng ta sắp có cái ngày Phật đản sắp đến, nên thì bây giờ chúng ta phải có một số việc chuẩn bị. Thì cái lễ Phật đản đó là cái nguyên nhân mà những ngày sanh khởi. Cái đó chúng ta gọi là Janaka Sati. Và cũng có một thứ khác gọi là lực ảnh hưởng. Mà ở đây Hòa Thượng Thế Siêu gọi là mãnh lực ủng hộ đó. Thì cái lực ảnh hưởng này chúng ta gọi là Upatthampaka Sati. Thì bây giờ quý Phật tử khi mà học vào giáo lý về duyên hệ đó, thì chúng ta nên biết được là có hai cái phần khác nhau của bát chánh giác, của duyên hệ, của duyên. Một là chúng ta gọi là Sambuddha chánh giác, mà ngài tức là ngài Nada, ngài hay dịch sang tiếng Anh và Bác Phạm Thiên Thánh dịch hay là tùy thuộc phát sanh. Nhưng mà kỳ thật đó là sự trợ sanh theo một quy trình, chứ không phải là rời rạc. Thì quy trình có nghĩa là vô minh duyên cho hành, hành diễn cho thức, thức duyên danh sắc, chúng ta gọi là giáo lý thập nhị duyên khởi đó. Thì bây giờ thí dụ như thức là do vô minh tác động, do có vô minh nên có thức, rồi thức lại tác động cho danh sắc, và điều này nó trở thành một quy luật có và đủ, không hơn không kém. Không có trường hợp mà thức trợ lại cho ngược lại cho vô minh, cũng không có trường hợp là thức trợ cho ái, cho thủ, mà nó phải qua một cái quy trình. Cái đó chúng ta gọi là Paticca Samuppada. Samuppada là một cái sự phân loại về các pháp sanh khởi mà phải do cùng nhóm, cùng một cái quy trình. Và một cái pháp khác gọi là Patthana Paccaya, mà ngài Tịnh Sư ngài dịch là duyên hệ. Chữ Patthana trong chữ Hán thường dịch là phát thú. Phát thú tức là điểm khởi phát. Điểm khởi phát tức là điểm xuất phát ban đầu. Thì quý Phật tử học vào phần đầu mà nãy giờ Hòa Thượng Tuệ Siêu giảng, như là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, v.v. thì cái đó nó thuộc về phát thú. Nó thuộc về chúng ta gọi là Patthana Paccaya. Và trong phần Patthana Paccaya này đó, thì nó có hai điểm mà chúng ta đặc biệt phải chú ý và chúng ta phải hiểu rõ về vấn đề này. Một gọi là Paccaya, hay là Paccayippana. Paccaya dịch là năng duyên, và Paccayippana gọi là sở duyên hay là tác động và nhận tác động. Tác động và nhận tác động chúng ta gọi là năng duyên và sở duyên. Thì ở đây quý Phật tử nên lưu ý một chuyện. Một chuyện này rất là cần thiết để người học nên biết.
là khi mà chúng ta nói về tác động và lực tác động thì chúng ta hay mường tượng là có một cái đi trước và có một cái đi sau. Dạ, một cái đi trước đi sau. Tại vì mình hiểu ví dụ như là có cái lực tác động thì cái lực nó phải sanh trước, rồi nó sanh rồi đó thì phải mới có một cái gọi là bị tác động đi sau. Thì cái đó đó ở trong vật lý gọi là thời gian. Thời gian là có trước có sau. Và trong đạo Phật á, thì có cái chữ gọi là quý ba cá, gọi là nhị thời. Dạ, nhị thời. Nhưng mà trong Bát Chánh Giác thì không hiểu như vậy. Dạ, quý vị đừng có hiểu như vậy. Ví dụ như Hòa Thượng Tuệ Siêu có giảng về nhân duyên, sở duyên, nhân duyên, cảnh duyên và trưởng duyên chẳng hạn. Chúng ta lấy ba thí dụ đó. Thì cái nhân duyên là sáu nhân. Tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Thì sáu nhân này có mặt ở trong một tâm. Và đừng bao giờ nghĩ rằng sáu nhân này nó sanh trước và những cái mà nó gọi là sở duyên sanh sau. Không phải, nó sanh cùng một lúc. Và rồi ở trong cảnh duyên cũng đừng nghĩ rằng cảnh này nó tác động cho tâm, nghĩa là cảnh nó phải có trước rồi tâm mới sau. Thật ra căn cảnh và thức sanh một lượt. Trưởng duyên cũng vậy. Trưởng duyên mình nói là trưởng đầu, và các pháp mà dẫn đầu đó thì những pháp này phải có cái sau cái trước. Thì thật không, nó sanh khởi đồng thời. Ở đây nó là một chuyện rất là khó hiểu. Khi mà người học vào giáo lý duyên khởi, chúng ta quen nhìn mọi sự việc theo cái hệ luận gọi là hệ luận nhân quả. Hệ luận nhân quả đó, hồi nãy chúng tôi nói gọi là quả dị thời đó, là nó cái nhân đi trước thì nó mới trợ đi sau. Còn nếu mà cả cái tác động và cái bị tác động mà nó sinh khởi một lượt thì chúng ta hiểu sao đây? Và nghe nó phi lý quá. Nếu sinh khởi một lượt thì nếu sinh một lần, diệt một lần thì lấy lý do gì để gọi là tác động? Bây giờ mình nói cảnh trợ cho tâm sinh khởi thì đáng là cảnh phải sinh trước tâm sinh sau, không? Căn cảnh và thức một lượt, hay là sáu nhân vô tham vô sân vô si trợ cho các cái danh pháp đồng sanh, thì nếu nó trợ nó phải sanh trước chứ sao tại sao sanh một lượt? Hay là mình nói trưởng duyên thì dục cần tâm thẩm á, nó phải là một lượt ấy, nó phải là khác nhau nó mới dẫn đạo được, không? Bây giờ chúng ta lấy hai cái ví dụ. Một cái ví dụ đầu tiên đó chúng ta gọi là hổ thương duyên, là trong cái ghế. Mình thấy cái ghế có bốn chân, thì mỗi cái chân này á, nó giúp cho ba chân kia được thăng bằng á. Thì mình nói là có giúp đó. Dĩ nhiên là cái ghế thiếu một chân thì nó sẽ khập khiễng, nhưng mà tuy là nó giúp nhưng mà nó có một lần thôi. Dạ, nó phải một lần. Ở đây chúng ta bắt gặp rất là nhiều những cái gọi là sahachata, gọi là đồng sanh duyên, gọi là đồng sanh đó, đồng sanh đồng diệt. Và cái ví dụ thứ hai mà chúng ta tạm hiểu ở trên phương diện vật lý đó, có những thứ mà nó không có thời gian. Và ở đây là một điểm cũng tương đối rất là tế nhị. Ví dụ như chúng ta nói về vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là chúng ta tạm hiểu đó là theo các nhà vật lý đó, thì ánh sáng di chuyển với cái vận tốc tùy thuộc vào cái gì mà nó đi xuyên qua. Ví dụ như là đi qua kiến hay là đi qua thế này thứ kia, có khi qua crystal hay là qua thủy tinh, nó cũng đi chậm hơn một. Nhưng mà ở đây chúng ta nói vận tốc ánh sáng trong chân không á, thì người ta tính được là nếu ở trong chân không thì ánh sáng, ví dụ ánh sáng ngoài vũ trụ á, thì từ mặt trời đến trái đất với khoảng cách xa như vậy đó, thì nó đi khoảng 8 phút mấy. Dạ, 8 phút mấy nó mới đến được trái đất. Và nó đi với cái vận tốc là bao nhiêu? Người ta nói rằng khoảng chừng gần 300 tỷ, 299.000 triệu, xin lỗi, khoảng 300 triệu mét một giây. Một giây đi 300 triệu mét. Thì bây giờ, những người học vật lý đó, hay đưa ra một cái chuyện thắc mắc. Dạ, hay đưa ra chuyện thắc mắc như vậy. Là như vậy, từ khi mà
nó khởi phát á, ánh sáng khởi phát á, thì đâu phải thì người ta nói giống chiếc xe, thì lúc nó mới bắt đầu nó là ở con số 0, và khi nó đạt lên cái tốc độ 60 á, 60 mai một giờ á, thì nó mất bao nhiêu giây đó. Thì bây giờ hai câu hỏi được đặt ra là từ lúc ánh sáng bắt đầu cho đến khi nó đạt được cái vận tốc là 300 triệu mét một giây đó, thì cái gì làm cho nó tăng tốc và nó mất bao lâu? Mất bao lâu? Thì các nhà vật lý học nói rằng không có chuyện tăng tốc. Dạ, không có chuyện tăng tốc. Nó là một, ở trong vật lý nó có cái luật, nó gọi là Quantum Law, là ở đó nó vượt thời gian, nó không có thời gian. Nó không phải nói là từ vận tốc số 0 cho đến 300 triệu mét á, nó phải có cái thời gian để tăng tốc và có cái lực để tăng tốc, không có. Cái này chúng ta gọi là cái định luật thiên nhiên của vật lý. Thế trong tâm pháp nó cũng có cái định luật thiên nhiên như vậy. Tức là căn cảnh và thức nó đồng sanh. Nhưng mà trong sự đồng sanh đó thì nó có cái ảnh hưởng nhất định. Yeah, có ảnh hưởng nhất định. Khi mà chúng ta nói trong cách nói đời sống hàng ngày, gọi là có nói quy mô hay nói đại loại đó, thì hồi nãy quý vị nghe tôi Tiên Siêu nói rằng mình nghe cái tiếng kinh, nghe tiếng niệm Phật vào lúc lâm chung, hay là mình nhớ đến tượng Phật đẹp hay xấu, thì thưa quý vị, cái đó nó còn có yếu tố của thời gian, là có trước có sau. Nhưng mà trên phương diện vĩ mô thì nó không trước không sau. Đây là một cái mà lúc chúng ta học vào Thắng Pháp chúng ta phải để ý, tại cách nói vĩ mô nó khác. Dạ, trong vĩ mô nó có cái gọi là phát sát, gọi là xúc. Xúc là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Và ở trong cái sát na mà rất là mãi mãi, rất là nhỏ bé của tâm á, thì căn cảnh và thức gặp nhau á, nó gặp một lần. Không phải nó là cảnh đến trước rồi tâm mới đến sau, hay cái này đến trước kia đến sau. Các cái nhân cũng vậy. Dạ, nhân mình nói là sáu cái nhân tham sân si, vô tham vô sân vô si, nó không có nằm ở trong cái yếu tính của thời gian, tức là nó không có trước có sau mà nó đồng sanh khởi. Hồi nãy chúng tôi có một cái ví dụ là một cái ghế bốn chân, hay là bây giờ cái cây đó thì chúng ta thấy rằng rễ gốc thân cây tàn nhánh, thì mình nói rằng cái cây á, nó chịu được giúp đỡ bởi gốc bởi rễ. Nhưng mà kỳ thật thì toàn bộ cái cây nó hiện hữu một lúc. Cái này là cái tương đối hơi khó hiểu. Do vậy khi mà nói đến năng duyên và sở duyên, tức là nói về cái tác động và cái chịu sự tác động đó, thì chúng ta đừng quan niệm theo nhân quả. Quan thì nhân quả tức là gọi là dị thời dị thục đó, tức là có thời gian. Cái này ngày xưa chúng tôi ở gần Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì thưa quý vị, ngài hay dùng cái chữ gọi là quả dị thục. Và khi nói chuyện mà thiếu cái chữ quả dị thục á, thì ngài hay rầy lắm. Và ngài hay rầy, ngài nói cái chữ quả mà không có dùng chữ dị thục á, không chữ dị thục á, là coi chừng hiểu sai. Nó có nhiều cái chuyện mà trong danh từ chuyên môn nó bắt buộc chúng ta phải nói cho rõ. Và có những cái tác động và ảnh hưởng đó nó chênh lệch với nhau về thời gian, nhưng mà có những cái động và cái bị tác động đó nó cùng lúc phát. Dĩ nhiên nó hơi khó hiểu, cũng như hồi nãy chúng tôi nói rằng chúng ta nghĩ ánh sáng di chuyển với cái vận tốc là 300 triệu mét một giây thôi, thì lẽ ra nó phải có cái điểm ban đầu và nó có cái thời gian tăng tốc, cho dù thời gian nhỏ nhất tăng tốc, nhưng mà vật lý thì nó không có thời gian tăng tốc có. Cái này là cái chúng ta nên hiểu trên phương diện thiên nhiên và cái định luật tự nhiên. Định luật tự nhiên là như vậy.
Và chúng ta cũng nên biết rằng có nhiều trường hợp mà chúng ta nghe nói gần như là giống nhau, nhưng mà kỳ thật nó nhìn từ một cái góc nhìn tương đối khác. Đó là trường hợp của Liên Tiếp Duyên và Vô Gián Duyên. Vô gián là không có gián đoạn, liên tiếp là liên tục. Thì cái yếu tính của sự liên tục này, theo trong sớ giải thôi, thì nói rằng Đức Phật cả hai cái đó là nó giống nhau, nhưng mà Đức Phật ngài giảng khác đi, tại vì chư thiên không lãnh hội được. Nhưng mà kỳ thật đó là cái vô gián và liên tiếp này đó, nó nhìn từ hai cái góc cạnh khác biệt. Mặc dù chúng ta nói là liên tiếp là không gián đoạn, không gián đoạn là liên tiếp, nhưng mà thưa quý vị, nó tương tự như là một cái lực đẩy. Và cái lực đẩy, chúng ta khi đã nói lực đẩy thì nó có một cái tác động dây chuyền, và trong cái dây chuyền đó thì nó phải mang cái yếu tính là liên tục. Chúng tôi thường lấy cái ví dụ là mình nấu nồi cơm, và khi mình nấu nồi cơm thì bắt buộc là nồi cơm không thể ngưng giữa chừng. Nếu chúng ta nấu cơm như ngưng giữa chừng đó, thì nó sẽ sình đi, nó sẽ không có chín được. Và cái độ nóng cho cái nồi cơm được ngon, được chín, nó phải giữ lửa liên tục. Và cái đó chúng ta gọi là cái đòi hỏi của sự liên tiếp. Nhưng mà bởi vì chính cái đòi hỏi sự liên tiếp đó, nên nó tạo ra một cái hình thái khác, gọi là không bị gián đoạn. Dạ, thì chúng ta cũng có cái quy luật về liên tiếp đó, nó tạo nên cái quy luật không gián đoạn. Đó cũng là hai góc nhìn, mặc dù chúng ta nhìn như vậy. Chúng ta sẽ có dịp để trở lại đi vào điểm này. Nhưng mà quý vị nhớ rằng nhiều khi có những thứ đó mà chúng ta phải nhìn từ cái góc nhìn khác nhau. Và quý vị hỏi rằng tại sao trong một sát na tâm, trong một sát na tâm mà nó lại có nhiều cái lực mà mình xem ra nó cái nào mình cũng nói nó quan trọng hết, cái nào cũng đủ nổi trội hết. Ví dụ như mình nói về sáu nhân thì tham sân si vô tham vô sân vô si, nó đóng vai trò là gốc rễ. Rồi mình nói về trưởng thì chúng ta nói đến dục cần tâm thẩm, khi mình nói về cảnh chẳng hạn. Thì như vậy sau nghe nó, mình nghe nó một hồi thì mình không có tưởng tượng được là thật ra ở trong đó cái nào là cái vai trò chính. Thì chúng tôi thưa với quý Phật tử như vậy: chúng ta cứ mường tượng là trong một cái thành phố, trong một thành phố chúng ta đang sống, ví dụ thành phố Houston mà chúng ta đang sống chẳng hạn, thì ở đây về phương diện chính trị á, thì ông thị trưởng và City Council là hội đồng thành phố đó, là được xem như là nổi trội. Nhưng mà về phương diện kinh tế á, thì chúng ta nói rằng các công ty, các hãng xưởng đóng cái vai trò chủ đạo. Rồi về phương diện giáo dục thì các cái trường học, các khu học chính, khi mà chúng ta mới vào thì chúng ta nghe một người nói cái gì đó thì mình thấy ở đó quan trọng. Nhưng mà kỳ thật trong một cái sự tồn tại của xã hội thì nó không phải chỉ khuôn mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, mà nó lại có nhiều phương diện. Và nhiều phương diện đó, trong mỗi phương diện thì đều có những cái lực chủ đạo, có những lực tác động và những cái lực chịu sự tác động. Nên chi người mới học đó, thì đôi khi chúng ta nghe nó hơi bối rối một chút. Tại sao mà khi mà mình nói về nhân duyên á, thì dường như là tham sân si vô tham vô sân vô si, những cái thuộc tánh đó nó lại đóng vai trò mạnh. Mà trong khi nói về vai trò chủ đạo đó thì dục cần tâm thẩm lại là mạnh. Thì một cách tốt nhất của chúng ta là chúng ta trở lại với cái bài học về các cái thuộc tánh hay là tâm sở, hoặc giả là chúng ta cứ
tạm ghi nhận nó như vậy. Dạ, ở trong giai đoạn hiện tại, khi mà quý vị học về Thắng Pháp đó, nó có cái chuyện như vậy là cũng điều đó mà mình phải học ôn đi ôn lại nhiều lần. Chúng tôi chưa bao giờ thấy trong đời, từ bản thân của Hòa Thượng Tịnh Sự cho đến sư trưởng, cho đến Quỳ Vĩnh Phúc, những vị thầy dạy chúng tôi học, và ngay cả Ngài Ananda Maitri sau này khi chúng tôi hỏi đó, thì không có vị nào mà học Thắng Pháp mà học một lần, chỉ một lần thôi mà các vị nắm vững hết, thưa quý vị. Nó phải là một cái việc mà phải nhồi đi nhồi lại, cái sự nhồi nặng, cái sự ôn nhắc, sự ôn luyện, sự suy tư nghi ngẫm. Hồi nãy chúng tôi có nghe từ đó Hòa Thượng Đề Siêu nói một câu mà chúng tôi cũng cười, đó là Hòa Thượng nói rằng học Thắng Pháp thì ít nhất của quý vị cũng phải một ngày suy nghĩ 6 tiếng đồng hồ. Chắc là quý Phật tử nghe sợ, vì thật ra ngồi suy nghĩ 6 tiếng là chắc không còn thời giờ để làm việc gì khác. Nhưng mà chúng ta hiểu như vậy, cái chuyện đó mình học rồi, nghe bên tai này bỏ bên tai kia mà không chịu nghiền ngẫm, không đi tư, thì đôi khi chúng ta không nhận ra, và không nhận ra cái lợi lạc, không nhận ra cái ý nghĩa, không nhận ra cái chiều sâu. Mà cái chuyện đó là cái chuyện mà nó phải thường xuyên là một phần của đời sống của chúng ta. Ý Hòa Thượng Đề Siêu muốn nói rằng đây là một cái môn, đây là một lĩnh vực Phật Pháp mà chúng ta phải nghiền ngẫm. Chúng ta không thể nào nói rằng mình đọc một cái Thắng Pháp giống như mình đọc sách. Chúng tôi chưa thấy ai mà có rất nhiều người, thưa quý vị, rất nhiều Phật tử, thậm chí là quý thầy, quý sư nữa, nghe giảng bài Thắng Pháp thì mừng quá, nói làm ơn chỉ cho một quyển sách nào để đọc. Thì chúng tôi cũng giới thiệu mấy quyển sách đó, nhưng mà không vì nào đọc sách Thắng Pháp mà học hiểu hết đó. Chúng tôi thưa với quý Phật tử là nó tương tự như ngoài đời, có bao giờ mà quý vị thấy ai mà mua quyển sách về học về đại số mà đem về nằm ngửa ra rồi lật từ tan trang đọc qua rồi hiểu có đại số đâu. Khi chúng học cái đó nó cần phải cái gì nữa, chứ không thể nào mình đọc giống đọc cuốn sách toán đại số giống như là mình đọc văn chương hay là đọc về sách triết học, không phải. Cái chuyện đó nó khác. Tại ý Hòa Thượng Tịnh Siêu nói rằng đây là một cái điều mà chúng ta phải xào đi xào lại, chúng ta phải nghiền ngẫm ở trong đời sống rất là nhiều thì chúng ta mới có thể cảm nhận được. Và chúng tôi rất muốn nhắc quý Phật tử một điều là cái khuynh hướng của phần đông đó học Phật Pháp đó, thì chúng ta hay học trong cái quan niệm về luân lý. Và luân lý là cái này hay, cái kia dở, và cái hay cái dở nó phải có lý do, và cái lý do nó phải được giải thích. Nhưng mà khi chúng ta học về Thắng Pháp thì nó giống như là chúng ta học về vật lý, học về hóa học, học về khoa học. Thì trước nhất là chúng ta nên tìm hiểu cái người ta gọi là the law of nature, tức là cái luật thiên nhiên. Có đôi khi luật thiên nhiên nó là như vậy, chúng ta không có giải thích, chúng ta không giải thích được. Và dĩ nhiên là đôi khi chúng ta học về những cái proton, học về những cái nguyên tử, học về quantum, về lượng tử, học về kia, mình nghe nói như vậy, nhưng mà hỏi tại sao cái đó nó có, thì mình nói cái đó tự nhiên nó như vậy. Mình chỉ có một cái chuyện là mình cố gắng tìm hiểu càng chính xác càng chuẩn càng tốt. Chứ nếu bảo rằng mọi thứ đó nó đều có một cái con nào đó, ai tạo ra cái luật đó, thì chúng ta không có giải quyết được chuyện như vậy. Thì khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của Thắng Pháp, và đặc biệt là đi vào trong giáo lý duyên hệ đó, thì quý Phật tử sẽ nghe những cái duyên như là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, liên cấp duyên, thường cận ý duyên, đạo duyên, quả duyên, thực duyên, hiện hữu duyên, vô hữu duyên, bất ly duyên, ly duyên, vân vân. Thì những thứ đó chúng ta nên hiểu rằng trước nhất là chúng ta cần hiểu đó là luật tự nhiên. Và trong luật tự nhiên đó, chúng ta càng hiểu, càng nắm được thì càng tốt. Chứ không phải là nói là mình phải giảng nghe nó hợp lý, phải giảng nghe nó đi chung với cái quan điểm về tôn giáo, giảng nghe nó như là chúng ta nói vào trong thế giới đại loại của Kinh Tạng. Đây là một cái lĩnh vực mà rất là khác biệt giữa Kinh Tạng và Thắng Pháp.
Sau cùng thì thưa quý vị, trong bài học này đó, chúng tôi hiểu quý Phật tử sẽ gặp một vấn đề là học về duyên hệ đó, mà ngày xưa đó quý ngài như gọi Thượng Tịnh Sự hay là ngài Sattama Chodika, ngài dùng một cái Madhika gọi là đầu đề tam á, về pháp thiện trợ bất thiện, hay là vô ký thiện bất thiện vô ký, như là pháp thiện trợ bất thiện bằng nhân duyên, bằng cảnh duyên, bằng trưởng duyên, vân vân. Chỉ một cái thôi là đã khó rồi, là chúng ta đã thấy là mệt rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta còn phải học một cách gọi là tóm lược, nhà tóm lược. Bởi vì nhiều khi quý vị nghe Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng vừa giảng mà Hòa Thượng gọi là giảng trong cái niềm không hy vọng. Chứ tôi hy vọng là, và thì không hy vọng là quý vị hiểu được, nhưng Hòa Thượng vẫn giảng đó. Thì thật ra cái cũng dễ hiểu lắm, tại vì như hôm nay quý Phật tử học 6 duyên hòa học trong một ngày ấy, thì thật ra quý vị chạy cũng mệt thiệt, chứ không phải là không mệt. Nhưng mà chúng ta học với quan điểm là nghe được phần nào tốt phần đó, nhớ được phần nào tốt phần đó, hiểu được phần nào tốt phần đó. Và cái quan điểm học thắng pháp muôn đời của chúng ta là học cứ học, tiếp tục học, học bơi bãi như vậy. Nó không có sự lựa chọn nào khác. Là các vị học thắng pháp từ xưa tới giờ thì cứ tiếp tục và tiếp tục đi theo con đường đó, mà chúng ta thấy rằng năm dài tháng rộng thì càng ngày chúng ta càng có được nhiều cái lợi lạc về môn học này. Và chúng tôi nhắc lại một lần nữa là trong cái phần duyên bát chánh giá ở đây có hai phần. Một phần là bát chánh giá, tức là y tương sinh, hay là giáo lý duyên khởi, đó là cái lực về tác động và cái chịu tác động, nó đi theo trong một quy trình, và quy trình này là quy trình cố định, đó là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên nhân sắc, giác lục nhập, vân vân. Và có những cái duyên mà nó không đi theo quy trình, và nhưng mà nó lại ràng rịch với nhau, nó lại liên hệ với nhau một cách rất là chặt chẽ, đó là 24 duyên nói ngắn, hay là 48 duyên. Như hôm nay chúng ta học 6 duyên là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vân vân. Thì không nhất thiết là những cái duyên này đó nó có liên hệ mật thiết với nhau, nhưng mà nếu chúng ta đi vào trong cái chi pháp là năng duyên sở duyên thì chúng ta thấy nó liên hệ trong một cái tâm thôi, một sát na tâm thôi, thì bốn danh quẩn thọ tưởng hành thức sinh khởi một diệt một lượt á, cùng lúc đồng sinh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh á, thì thứ gì trong một sát na đó, đó thì ở trong đó nó có rất nhiều duyên, nếu chúng ta tính từ cái góc cạnh duyên hệ. Bởi vì trong chữ Hán đó, người ta có một cái câu thành ngữ, mà câu thành ngữ này ngày xưa người ta nói thôi, đôi khi nói như là câu nói dân gian, nhưng mà thật ra thì nó lại là một câu nói rất là chính xác theo kinh điển Pali, và đặc biệt theo Thắng Pháp, và chính xác hơn nữa là theo cái giáo trình mà chúng ta, theo cái phần mà chúng ta đang học trong giáo trình này, đó là trùng trùng duyên khởi, điệp điệp duyên sinh. Trùng trùng duyên khởi là bởi vì trong cái một sát na có thể là danh sắc duyên, lục nhập duyên, xúc xúc duyên, thọ thọ duyên, ái ái duyên, thủ thủ duyên hữu, nó chỉ trùng tích tắc thôi, trong một tích tắc. Và trong một sát na tâm thì ở trong đó không biết bao nhiêu là duyên, không biết bao nhiêu là năng duyên, không biết nhiều sở duyên. Thì chúng ta đừng bao giờ quan niệm giáo lý duyên sinh và duyên khởi đó, giáo lý duyên khởi và duyên hệ đó, nó theo cái quan niệm nhân quả. Nhân quả một người làm thiện rồi cái quả nó trổ ra người được cái này, chứ nó là một chuyện hoàn toàn khác. Nhân quả nó hoàn toàn khác, đó là quả dị thời di thục, đó là quả dị thục, nó khác. Ở đây trong cái tương duyên
trong cái tương tác giữa nhân duyên và sở duyên, của năng duyên và sở duyên đó, thì chúng ta đi vào trong một khái niệm hoàn toàn khác. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn tiếp theo bài giảng của Hòa Thượng Thời Siêu hôm nay, trong phần tổng quan về duyên, và cũng như sáu cái duyên độc. Chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử khi lắng nghe thì chúng ta sẽ nhận được phần nào tốt phần đó, và chúng ta chắc chắn là trong cái chương trình học Phật pháp thì chúng ta sẽ trở đi trở lại rất là nhiều lần. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn phản ngữ và chúng tôi là vị giảng sư đảm trách. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân hưng tọa giác đẳng đã từ bi giảng tiếp phần cuối của bài học ngày hôm nay, để chúng con được hiểu và được lợi ích nghe hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân.